Một chút hứng, mình sẽ giảng tiếp bài tiếp theo cho các bạn. Chúng ta sẽ đến với tiếp tục với series bài giảng của mình. Chúng ta sẽ đến với bài 5. Bộ đếm counter CTU, CTD và CTUD. Thì counter là gì? Counter là một bộ đếm. Mình sẽ giải thích khi vào project cụ thể và từng loại counter. Chúng ta sẽ đến với bài 5. Bộ đếm counter CTU, CTD và CTUD. Tiếp tục với sử dụng với phần mềm Tableau V14SP1 của mình. Mở rộng nó ra. Nãy mình vừa giảng xong bài 4. Và vẫn thời điểm này, mình sẽ giảng tiếp bài số 5. Để vì cũng trong thời gian tới cũng có thể mình sẽ bận một chút, mình sẽ ít làm video được hơn, hoặc cũng có thể mình sẽ cố gắng làm cho nó nhanh xong để gửi đến các bạn. Những bạn nào mới học thì có một lộ trình theo hướng đi. Mình dạy vì là dạy online nên mình chỉ hướng dẫn cho các bạn làm được hết chức năng của những khối và tác dụng của nó như thế nào. Chứ còn nếu các bạn nào muốn học về tư duy lập trình thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp vào công ty trung tâm. Mình cũng có thể là mình sẽ là người giảng dạy, cũng có thể là người khác sẽ là người giảng dạy. Nhưng đặc biệt trình độ thì nó cũng sẽ, người khác sẽ có thể hơn mình, mà cũng mặc định là có từ bằng đến hơn. Các bạn cứ yên tâm điều đấy. Bên mình cũng có rất nhiều dòng khác nhau, như 300, 300, 1200 hoặc Mitsu, FX3U, 3G. Các dòng đó các bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp, hoặc các bạn có yêu cầu muốn mình làm thêm các khóa online về Mitsu hoặc 300 thì các bạn cũng có thể comment ở dưới. Mình cũng sau khóa này, mình sẽ tiếp tục thời gian dành để giảng lại những khóa đó. Hoặc các dòng POC khác, Delta hoặc ABCD, các bạn muốn thì cũng có thể nhắn tin trực tiếp với liên hệ link bên dưới, hoặc liên hệ với mình qua Gmail hoặc website. Thôi, quá trình PA đến đây là tạm dừng. Chúng ta tiếp tục với bài. Nay chúng ta sẽ vào bài 5, cao tư. Hay nói khác, bộ đếm. Bài 5, counter. CTU, CTD, CTUD. Thời gian cũng không còn sớm nên cũng có thể mình giảng nhanh một chút. Tiếp tục cấu hình thiết bị, chúng ta add new device. Như mình vẫn thường nói, mình rất thích con CPU này nên thường nếu là mô phỏng mình sẽ làm với nó. Còn đến những bài tới, mình sẽ cố gắng kiếm em nó về để giảng dạy cho mọi người. Mình không dạy mô phỏng nữa. Và những cái bài sau cũng không thể mô phỏng được, mình sẽ dạy thật. Còn hình thức dạy của mình trên đây chỉ là hình thức dạy online, các bạn không thể nhìn thấy được trực tiếp. Nếu mình có mô hình thật, nếu mình có POC thật và các loại đếm HSC, analog hoặc các thứ, nên việc giảng dạy cũng khá là khó khăn, bất cập. Mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng giảng kỹ cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn. Hoặc cũng có thể tự mua một con POC về, cũng có thể học được. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào main. Mình sẽ bổ sung quá trình dạy FB, FC và DB trong quá trình các bài giảng sắp tới. Như lộ trình học của chúng ta đã cũng khá là basic, ở phần basic cũng khá là nhiều rồi. Các bạn biết được đến
các mạch cơ bản này cuộn hút, thường đóng, thường mở. Và lệnh bắt sung sờ lên, sờ xuống, set, reset, RRS. Các loại timer như các trung tâm khác ấy, cũng có thể người ta chỉ cần dạy cho các bạn một loại timer, các bạn có thể tự suy ra. Nhưng đối với mình sẽ chỉ hết các bạn những cái gì mình biết hoặc những cái gì liên quan đến nó, mình cũng đều sẽ chỉ. Có ai thắc mắc vấn đề gì hoặc quá trình giảng dạy mình có điều gì đó không được, không tốt thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ rất đồng ý và hướng với những lời góp ý của các bạn. Các bạn cũng mong muốn mình tốt hơn để tạo ra các chất lượng video bài giảng tốt hơn thì các bạn hãy cứ comment bên dưới ấy. Mình cảm ơn. Chúng ta tiếp tục vào bài. Đầu tiên, các bạn lấy CTU, lấy counter thì nó cũng giống với timer. Các bạn có thể lấy ở đây. Có 3 loại CTU, counter. CTU, CTD, CTUD. Mình sẽ giải thích từng con một. CTU là gì? CTU là counter up. Thay vì việc mình lôi nó ở đây ra, mình sẽ lấy ở đây. Hoặc các bạn bấm Shift F5, chỉ vào đây sẽ có. Đây là các lệnh, bạn nào muốn làm nhanh thì có thể chỉ vào đây. Mình thì vì do máy tính của mình cứ máy tính trước, không phải máy tính bây giờ, là cứ Shift F5 là mình hay phải ấn FL, nên mình lười được việc đó. CTU mình đặt cho nó là C1 đi. Mình nó cũng giống tham mơ, nó cũng sẽ, thay vì tham mơ là PT và ET thì C counter sẽ là CV và PV. Thì PV là gì? PV là gì? Giá trị tối đa, cũng giống như PT ở bên tham mơ. Khi tham mơ mình chạy đến đủ đến PT thì đầu quy sẽ có. Đối với dòng Teon thì counter nó cũng như vậy. Counter khi các bạn tác động xung vào CU đủ PV thì đầu quy nó cũng sẽ có lên 1. Đây, mình sẽ cũng lại, mình sẽ tạo một khối mu. Mình sẽ giới thiệu khối mu trước. Mu là gì? Khi các bạn cấp điện cho khối mu, hay nói cách khác, khối u được kích hoạt thì giá trị in luôn bằng giá trị out. In ở đây là gì? Mình cho C1.CV, hay nói cách khác, mình đặt ở đây là MW10 đi. Rewind tag kiểu in và đặt đổi tên nó đi là giá trị đếm. Các bạn hoàn toàn có thể điền tiếng Việt, không cứ nhất thiết gì các bạn phải điền chữ tiếng Anh hoặc là không dấu, nhưng mình điền cho các bạn hiểu rõ. Còn thường thường trong quá trình làm thì mình thường hay điền tiếng Anh. Mình thì phát âm tiếng Anh rất là gà và dịch thì cũng chỉ biết một chút thôi, nên các bạn có gì thiếu sót các bạn cũng thông cảm về phát âm tiếng Anh của mình. Đầu ao mình cho nó là MW12 đi. Name memory hoặc là data đi. Liệu ok. Đây thì giá trị đếm với giá trị C1.CV nó sẽ bằng nhau. Các bạn có thể thấy bây giờ để đếm nó, ta đã động một đầu Y0.0. Cái này có thể là nút bấm, hoặc các bạn cũng có thể lấy sung sờn lên hoặc sờn xuống. Ví dụ mình lấy sung sờn lên như bài trước mình đã chỉ mà 100.0 đi. Đó, reset. Khi các bạn, ví dụ nút reset này cũng giống con Teon R. Khi nó đếm đến 2 giây, các bạn bấm reset nó sẽ về 0. Thì CTU cũng như vậy. Khi nó chưa đạt đến giá trị CV hoặc đạt đến rồi hoặc quá, các bạn bấm vào reset nó đều về 0 hết. Khi các bạn tác động vào reset mặc định nó sẽ về 0, mình cho Y0.1. Giá trị PV ở đây các bạn cũng có thể đặt là MW kép hoặc bất kỳ giá trị in nào các bạn có thể đặt. Mình sẽ đặt là 5 đi. Lưu nó lại. Bắt đầu bật ra mô phỏng. Bật giá trị mô phỏng lên. Anh em. Start simulate lên, bật BNC sim.
mô phỏng POC. Nó chương trình xuống, run CPU. Các bạn bật giá trị, bật trạng thái giám sát lên. Rồi, luôn là không. Chúng ta mở rộng, bên là CSIM. Tạo project mới. Mình quên. Giờ mình đây mình sẽ cho một tác động một đầu quy nào đấy, ví dụ quy 0.0, nó chương trình xuống. Bên này CSIM nó chương trình, do đó nó mất một chút thời gian, chúng ta chưa thể mở nó ra được. Đây, chúng ta cũng vào sim table, add new sim table, và các bạn cũng có thể lấy luôn bảng số 1. Sim table 2, y0.0, y0.1. Muộn rồi mà vẫn hơi buồn nào, mong các bạn thông cảm. Q0.0. Đây, ta tác động vào y0.0 đầu CU. Tác động 1. Các bạn có tác động giữ duy trì hoặc một xung thì nó cũng chỉ đèo lên 1. Ý mình là sao? Nếu nút bấm các bạn giữ liền hoặc các bạn chỉ bấm một lần thì nó cũng chỉ mặc định tác động lên 1 một lần. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ y0.2 nó xuống. Đó, đã nó chương trình. Mình sẽ thêm vào đây y0.2. Đó, khi ta tác động giữ liền này, nó cũng chỉ lên một lần thôi. Thay vì việc đó ta tác động vào đây 3. Nếu trong quá trình có đếm chưa lên giá trị PV mà các bạn reset thì mặc định nó sẽ về không. Mình sẽ thêm vào đây là mình có y0.1 rồi. y0.1 reset về không. Giá trị đếm và giá trị c1.cv sẽ bằng nhau. 3. Tăng. Vậy khi nào đầu quy sẽ có, khi nào đầu quy sẽ có điện. Khi nào đầu quy sẽ có, khi các bạn giá trị CV lớn hơn hoặc bằng giá trị PV thì đầu quy sẽ lên 1. Các bạn có thể để ý ở đây counter khác timer ở cái gì. Nếu là timer nó chỉ đến được giá trị PV là nó sẽ mãi dừng ở đó, à giá trị PT. Còn với counter thì mình có thể lên rất là nhiều, lên 6, 7, 8, 9, lên mãi nếu các bạn không reset luôn. Đó, giá trị CV lớn hơn bằng PV thì đầu quy sẽ có. Vậy khi mình reset nó đi, đó nó sẽ về không và mất đi. Đây là con CV, đây là con CTU. Nếu các bạn không muốn dùng đầu quy này, chúng ta có thể dùng C1 chấm CD là gì? CD là counter down.
CU cầu tự ấp. LD Loát. Loát thì cái này mình sẽ giải thích ở phần CTD. Còn QD, QD là cơ của counter down thì mình sẽ giải thích sau. Còn QU, đây, nó là đầu Q này. Thay vì đó các bạn cho nó đầu khi nó tác động lên đầu Q thì cái này mới mua ra cái này. Đó, nó tự nhìn xuống. Mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Thay vì việc tác động ở đây các bạn có thể dùng cái này, nó cũng hai về bản chất đầu Q này và C1.QU là như nhau. Các bạn tác động 1 2 3 4 5. Đó. C1.QU sẽ có. Các bạn cũng có thể lấy cái giá trị này để so sánh. Ví dụ trong các mô hình phân loại sản phẩm. Đếm 1 2 3 4. Lấy giá trị CV, C1.CV hoặc đặt luôn cho nó là MV kép gì đấy, giá trị kiểu in thì các bạn có thể lấy trực tiếp ra để so sánh. Thì bài sau mình sẽ dạy các bạn về lệnh so sánh. Chúng ta sẽ kết hợp với timer, counter để so sánh. Timer so sánh thì ứng dụng với các bài đèn giao thông. Counter so sánh với các bài đếm sản phẩm. Đó là các ứng dụng mình sẽ ứng dụng với các bạn sắp tới. Tiếp theo, chúng ta đến với counter CTD. Vậy, CTD khác CTU ở điểm nào? Thay vì CTU ban đầu vào nó sẽ là 0 thì CTD ban đầu vào nó sẽ là not. C1.QU sẽ luôn sáng bởi vì các bạn đặt nó là 5, nó sẽ tràn lên. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thêm một QD. Nó xuống. Đó. Đợi quá trình not. Các bạn tác động vào Y0.1 để nót nó lên. Xem nó sẽ xảy ra hiện tượng gì. Y0.1 mặc định nó sẽ lên 5. Bây giờ chúng ta sẽ đếm nó xuống. CD là counter down, counter đếm lùi. Vậy khi nào đầu Q sẽ sáng? Đầu Q sẽ lên 1. Đầu Q sẽ lên 1 khi giá trị CV của CTD nhỏ hơn hoặc bằng 0. Có nghĩa giống với CTU. CTU đếm đến giá trị PV, đầu Q sẽ sáng. Và nó đếm mãi nếu các bạn tác động cứ sung lên. Còn CTD nó ngược lại. Nếu nó nhỏ hơn bằng 0, đầu Q sẽ sáng. Và các bạn cứ tác động, cứ đếm mãi xuống âm 1, âm 2, âm 3, 4, âm 5. Đến hết giá trị in thì thôi. Đến giá trị in của nó từ trừ 32768 đến 32767. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy. Về sung, nó cũng giống như CTU. Các bạn có tác động. Các bạn có tác động xung điền hoặc xung đếm, nó cũng như vào. Đó. Cũng chỉ xung một đơn vị. Đây. Khi tác động xuống nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc đang trong quá trình tác động, các bạn nó sẽ tự động về lại giá trị cũ là 5. Chúng ta cho nó về 0 đi. Đó. Thì đầu Q sẽ sáng và đầu này sẽ thơm. Về bản chất, về đầu Q và C1.QD giống nhau. Các bạn đem xuống, nó sẽ xuống trừ, 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 trừ. Trừ mãi đến bao giờ đến max là trừ 32768. Vậy, các bạn có thể nót lại giá trị cho nó. Xong. Đó là mình giải thích về phần CTD. Còn tiếp theo, counter cuối cùng đó là CTUD. CTUD là gì? CTUD là tổng hợp của CTD và CTU. Mình đặt này Y0.3 đi. Rồi. Chân reset của nó là Y0.4. Rồi. Giá trị QD tác động vào. Không được. Thay vì đó, mình sẽ dùng QD là C1.QD tác động vào Q0.0. Hay C1.QU
tác động vào Q0.1. Đó. Y0.3 đếm xuống, Y0.0 hoặc Y0.2 đếm lên. Và load, nó sẽ load lên giá trị PV hoặc reset, reset nó về 0. Các bạn load thân hình xuống, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy nó kết hợp như thế nào. Đó. Đây. Mình sẽ thêm giá trị Y0.3 và Y0.4. Y0.3. Y0.4. Đó. Và Q0.1. Mình viết hơi lộn xộn, các bạn thông cảm. Bây giờ khi giá trị U các bạn đạt đến giá trị PV thì QU sẽ có điện, các bạn có thể thấy. Hoặc các bạn reset Y0.4. Đây, reset. Mặc định nó về 0. Về 0 thì QD sẽ có điện ra, có áp. Đó. Về chân reset, các bạn reset nó về 0. Về chân ND, các bạn sẽ set nó lên giá trị PV. Đây, mình sẽ tác động cho chân load Y0.1. Đó, lên giá trị PV. Còn CU là gì? CU là giá trị đếm lên. Các bạn đếm lên 6, 7, 8, 9 thoải mái. Và lớn hơn giá trị PV, lớn hơn bằng giá trị PV thì đầu QU sẽ có điện. Tiếp theo, chúng ta sẽ giảm nó đi. Giảm bằng cách nào? Chúng ta sẽ giảm bằng cách đếm tác động vào CD. Y0.3. Xuống. Xuống. Đếm xuống, đếm xuống, đếm xuống, đếm xuống. Xuống. Trong quá trình giá trị chưa đến giá trị PV hoặc không đến giá trị 0 thì cái này không, hoàn toàn không có cái nào tác động xuất. Đếm xuống, đếm xuống. Về giá trị 0, chúng ta vẫn đếm âm bình thường. Và đầu QD sẽ có. Các bạn để ý đấy. Đó là sự kết hợp giữa CU, CTU và CTD. Nó kết hợp tạo thành CTUD, bao gồm hai chức năng đếm lên, đếm xuống. Và QU có lên 1 khi giá trị của CTUD lớn hơn là bằng PV. Còn QD sẽ có, sẽ lên 1 khi giá trị của CTUD nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đó là hai bài giảng. Đó là bài giảng về CTD của mình. Còn mình vẫn nói với các bạn đó, ứng dụng của Thamer là vào các bạn để bài sau. Chúng ta sẽ học thêm bài so sánh. Các bạn sẽ ứng dụng được Thamer và Counter rất là nhiều trong mọi trường hợp. Ở đây mình chỉ dạy những cái tổng quát và những cái chung nhất. Vì hai bài giảng mình giảng cùng một lúc giờ cũng là khá là muộn rồi, 1 giờ đêm rồi. Mình cũng xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.